Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Trung Quốc. Hôm nay tục lên cho anh em một clip gồm 14.000 câu nha anh em. 14 cây này là 14 cây hàng tỉnh. Như anh em đã thấy trên màn hình, tất cả những hàng sau này là hàng Kenyaki và hàng trước là hàng hệ có Gamma, có Argot, có. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đem đến những thứ nhất cho người tham khảo nha. Cây thứ nhất là một cây cần của Alpha Taco. Cây này đảm bảo với anh em là ngoại hình nó mới tầm khoảng 90-95% nha. Nói chung là cây này rất là đẹp nha anh em. Fishing Power Boot à. Cái cần câu cá sức mạnh fan là fan Pussy, bass là bass Pussy. Cây này dài 2 mét, hàng xe ben nha anh em, đó chuẩn nội địa với anh em luôn. Bát là bát Fuji, fan Fuji, hàng nội địa. Rất là đẹp nha anh em. Cây này thì chuyên cho em câu vít, câu lô biển, câu trên ghe, tàu, bè. Đọt nó cứng gờ tầm khoảng 30-50 nha anh em. Rất là ok, thông số rất là chuẩn. Bô là bô Fuji. Cây này nặng 200 g, dài 2 m, nặng 200 g, đọt 2 ly mốt, giá 1 triệu 6 nha anh em. Nói chung là cần này rất là mới. Cây này thì đánh máy đứng máy ngang gì đều ok hết. Đây, đồ diệu ở đây. Rất là ok nha anh em. Cây này đánh cảm giác là bao phê. Rồi, cây thứ nhất giá 1 triệu 6, một cây vít biển nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Một cây cần chia cho anh em luôn gần nha anh em. Cây này thì sắn từ gốc đến ngọn luôn, sắn như con rắn. Cây này là hàng carbon hai da. Fan là fan Fuji, chân đen. Bát là bát Fuji. Fan Fuji chân đen, bát là bát Fuji. Cây này là chiên cho anh em Logan. Để em soi soi cái đầu cụm nhá cho anh em xem. Không. Nó cuộn sắn mà sắn hai da từ gốc tới ngọn luôn. Buồn nó đây. Hàng này chiên cho anh em Logan. Cây này dài 3,6 m, nặng 350 g, đọt 1 ly 9. Giá công khai cây này là 1 triệu 7 nha anh em. Rất là sẵn nha. Nói chung là cây này ngoại hình rất là mới. Nói chung là clip này lên là clip hàng tỉnh, ngoại hình nó ken xà beng. Nó sẵn đây, sẵn từ gốc đến ngọn. Fan là fan Pussy chân đen, hạng lúa gần. Rồi, giá công khai 1 triệu 7 nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần của Kencast, hàng Korea, xuất nội địa Nhật. Vội cũng khá là dày. Cây này đặc biệt là sở hữu dàn fan là dàn fan Pusigon. Trồng gòn luôn nha anh em. Nói chung là cây này khá là ok, khá là mới. Buông nó đây. Nói cái này là bị tróc sơn nha anh em. Cây này là phôi carbon, fan là fan Pusigon, bass là bass hãng. Ngoại hình nó rất là ok, công suất khác gì nhiều hết. Để em soi cụ thể từng khúc cho anh em xem. Bắt dặn nha anh em. Bắt Pupsi lòng bắt thẳng. Cái này chia cho anh em Logan đánh lóc. Đây, thông số đây option luôn để dương xanh. Cây này dài 3,6 m, 3 khúc,
3m6 3 khúc. Nặng là 360 g. Đọt là 1.8, tải mồi từ 10 đến 40 g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Giá là 1.9 nha anh em. Đó, 1.9 thì so với dàn phen này thì chưa bằng một nửa giá dàn phen này nữa. Giá dàn phen này khá là chắc á. Rất là đẹp nha anh em. Đâu nhiễu đây. Nói chung là cây này đánh nháy thật cũng ok, đánh nháy thật lua biển, lua gần. Rồi, cây số 3 giá 1.9. Khá đẹp nha anh em. Anh em cần á, inbox Zalo em chụp cận cảnh hết. Anh em chốt cây nào nói em inbox Zalo em chụp cận cảnh. Tiếp theo sẽ là cây số 4 nha anh em. Cây số 4 là một cây hàng thương hiệu của Daiwa. Daiwa Holy Lock nha anh em. Cây này sử dụng dàn phen là dàn phen Fuji. Cây này được dựng lại rồi. Đó, cây này được dựng lại. Dàn phen là phen Fuji, bass Fuji, phôi là phôi hai da nha anh em, phôi hai da. Sắn quẩy cá đó. Rất là đẹp. Phen nó đây. Nói chung là cây này dựng lại, cây này dựng lại thêm báo dựng lại thôi. Dựng lại dàn phen này cũng bộn tiền anh em. Dựng lại dàn phen này anh em có thể đánh lua cũng được. Đó, phen này phen Fuji nha. Bu là bu Fuji trong sắn luôn. Cứ một cái bu này thì cứ tính 250 đi. Đó, bộ phen nè. Đó, phen Fuji. Dựng này khá là ngầu nha anh em. Sơn màu vàng kim tím. Phôi là phôi caro. Sắn dãy cá đây qua. Thông số kỹ thuật cây này là cứng 50, dài 3m6, 3 khúc. Đó, thu gọn 125 cm. Nặng 300 g, đọt là 3 ly nha anh em. Đọt 3 ly. Cây này thì chuyên cho em câu cha. Câu cha thì dạng đánh cảm giác thôi, không có đánh bạo lực được. Đó, tại vì nó dịu. Đọt nó khá dịu. Cứng 50 nha anh em. Đọt khá ok nha. Đánh lăng xê, câu chép. Cây này câu chép thì chùm. Anh em sắp đi câu chép, đánh lăng xê, đánh trôi. Đó, thì khá là ok. Không thôi lấy đi lua biển cũng được. Khá là ngon. Rồi, cây số 4 giá 1.8 nha anh em. Được. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng đẳng cấp. Hàng này em mới về cây đầu tiên luôn. Cây số 5 là một cây cần của Gamagatsu. Đây, đích nó quẩn đóng chữ Gamagatsu. Cây này em đội đi Nhật 100%. Sử dụng dàn phen là dàn phen Fuji. Phen lá nha nè, phen lá Fuji. Chân đen. Nói chung là chân đen này khá hiếm. Đa phần em bán là hổm ra em chỉ thấy chân phen nó trắng thôi, không có thấy phen đen. Fuji hết nha nè. Cây này là đẳng cấp rồi, khỏi bàn. Cây này cứng 30, dài 3m3. Cứng 30 và 3m3, nặng 340 g, đọt 2 ly. Ngầu ha. Đó, đầu bu Fuji nha anh em. Đó, bu Fuji chống sắn. Bao ngầu luôn. Nói chung là cây này về cho anh em sưu tầm là chính, tại vì hàng này là hiếm. Sử dụng dàn phen này là bao hiếm luôn. Fuji đen. Fuji. Rồi, giá công khai cây số 5 giá là 2.6 nha.
Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 vẫn một cây hàng cắt là hiếm. Hiếm giống như hàng gamma vậy. Một cây số 6 là một cây Anox. Aros. Cây này hàng Saben nha anh em. Cây này thì rất là nhiều anh em săn về sưu tầm vì độ hiếm nó rất là cao. Nói chung là cây này là săn ít. Săn ít toàn thân nha anh em. Dạng phen là dạng phen Fuji. Bát là bát Fuji Aros Shimano. Cây này ngoại hình nó như lép em quay, nó ra tầm khoảng 90-95%. Nói chung là không có vết xước gì nhiều hết. Đây, rồi nó săn ít nha anh em. Cây này nặng là 340g, đọt 2 ly. Đó, giá là 2,3 triệu nha anh em. Nói chung thì cây này về đánh là anh em khỏi sợ đụng hàng với ai hết. Đó. Cây này với cây gamma đó về đánh là khỏi sợ đụng hàng với ai luôn á. Bu nó đây, bu nó cũng rất là đặc biệt, bu chè nha anh em. Đó, xứ nó rất là dày. Rất ít hại dây. Rồi, 33m. Rồi giá công khai là 2,3 triệu nha anh em. Đây cán mút này, thấy không? Hàng đẳng cấp nó làm cái khác. Rồi giá cây số 6 2,3 triệu. Rồi tiếp theo sẽ là những cây hàng Kenjaki, hàng chỉnh hệ luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 7 nha anh em. Cây số 7 là một cây Kenjaki đời đầu. Đó. Cây này thì nó sắn quăng toàn thân. Gốc vẫn là gốc ok nha anh em. Gốc này không xước xát gì hết. Rất là ok. Đó. Phen là phen Fuji dạ quang biển. Bát là bát Fuji nha anh em. Đó, bát là bát Fuji da ben sẵn nè, sẵn như con gắn nha anh em. Cái này sẵn nở răng nha anh em, cây này sẵn nở răng. Đây chỗ này nó có xước xát, nói chung là chỗ này nó dính keo thôi. Đó. Tất cả các phần còn lại đều ok hết từ A đến Z. Bu là bu Fuji chống sắn và quang. Đó. Thông số kỹ thuật cây này dài 2m4, cứng 120. Dài 2m4, cứng 120, nặng 470g. Đọt 4 ly nha anh em. Giá 1,6 triệu. Cây này là chuyên gia săn hàng, đánh biển, đánh đáy. Cứng 120 này rất là cứng anh em, để em sức em đè xuống nó chưa công nữa nè. Đó. Đè gung tay luôn. Đó. Cây này là chuyên đánh bạo lực rồi. Đài qua. Đài qua Kenjaki. Giá 1,6 triệu nha anh em, cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Đó, cây số 8. Cây số 8 là một cây hàng hệ đây qua Kenjaki, cây qua. Cây này được làm bằng sợi áo chống đạn vậy anh em nói đó. Em chả biết. Nói chung là cây này gốc nó bị xước xát đây. Cây này về anh em câu là khỏi chơi, bao chùm luôn. Đem ra biển đánh thì trói nhất biển luôn. Ba, phen là phen Fuji. Phen là phen Fuji dạ quang. Phen biển đó. Bát là bát Fuji, hàng sắn ít toàn thân nha anh em. Thông số cây này cũng rất là khủng, hàng sắn ít toàn thân. Cây này 2m4, cứng 200, hàng đánh đáy bao chùm. Đó. Cứng này cứng 200 là bao chùm này. Đó.
tí lên cái cây cuối nó chùm hơn cái này nữa. Nói chung là cây này vẫn có xuất sắc ít nha anh em. Đây vàng phen nó bị oxy quá. Nói chung thì em cũng là dân nghiệp nghiệp dư đó, chưa vệ sinh mấy cái này nha. Giờ anh em chịu khó vệ sinh giúp em được cái phôi nó khá là chắc nha. Đây, nó bán hàng sôi cho anh em kỹ luôn, sợ gì đó. Cái này cứng 200, dài 2,4 m, nặng là 480 g, đọt là 4 ly 4, giá là 2,4 triệu nha anh em. Một cây chiên săn hàng. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần Kenyaki, cây hoa. Nói chung là hàng này độ xuất sắc nó rất là ít, gốc nó còn khá là ok. Để xước ở đây một tí. Vẫn sở hữu vàng phen là vàng phen Fuji dạ quang. Phôi là phôi sắn ít carbon đang có sợi cây hoa. Bát là bát Fuji. Nói chung là mấy cây Kenyaki này thì khỏi giới thiệu qua dàn phôi. Cây này thông số là cứng 50, dài 2,4 m, chia cho anh em câu răng C, đánh cha, đánh chép. Nói chung thì cây này với cấu tạo của nó, độ nảy nó rất là cao nha anh em. Độ nảy của mấy hàng Kenyaki này rất là cao, vì nó sắn ít toàn thân luôn, chứ chả đọt tháp, chả sắn quăng gì hết. Đây, fan vẫn là fan Fuji Xích, đúng không? Fuji dạ quang nha anh em. Đó. Fan Fuji dạ quang. Sẵn nhất toàn thân nha. Ngoại hình cây này cũng nhìn khá là ok, xước sát ít. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai cây số 9 giá 1,9 triệu. Cây này nặng 300 g, 350 g, đọt 2 ly 6, giá 1,9 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây cần Kenyaki. Nói chung thì clip những cây còn lại đều là Kenyaki. Cây này Kenyaki dài 2,7 m, cứng 30. Đây, gốc nó xuất sắc nha anh em. Gốc có xuất sắc. Nói chung độ xuất sắc nó rất là ít. Cây này nặng 340 g. Đọt 2 ly 5. Bát Fuji, phen Fuji. Nói chung là mấy phen này á, em soi nè, nó phen nào bị oxy hóa thì em báo oxy hóa, phen nào không báo là không bị. Đó. Anh em yên tâm. Phôi vẫn là phôi sáng nhất. Cây này mới, cực kỳ mới luôn. Ngoài cái gốc nó bị xước xát ít thôi. Đây, thông số là cứng 30, dài 2,7 m. Thông số này đánh lăn xê là bao trùm. Đánh lăn xê, đánh chép. Giá cây cần này ra gác lăn xê để đó là anh em nhìn liền. Đó. Sáng cả bầu trời luôn á. Phen là phen Fuji dạ quang, phôi là phôi sắn ít Kenyaki. Để ngoài nè, đó. Rất là mới nha anh em. Ngoại hình cây này thì nó rơi tầm khoảng 90% nha, 90-93%. Gốc nó bị xước xát ít thôi. Đó. Rồi giá cây số 9, giá cây số 10, giá 1,9 triệu. Cây này rất là đẹp nha anh em. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 vẫn cùng thông số cây kia. Cây này cứng 30, dài 2,7 m. Cây này thì bao mới. Đây, gốc nó không xước xát gì hết. Phôi vẫn là phôi sắn ít. Phen vẫn là phen Fuji. Đó, Fuji dạ quang nha anh em. Sáng ít nha. Nói chung là cây này mới, không xuất sắc gì nhiều hết. Ngoại hình trên 95%. Bu Fuji dạ quang luôn nha anh em. Nói chung là cây này mới nè. Rất là mới luôn.
Nói chung thì em dám đảm bảo thì anh em về anh em kiểm tra, nếu không giống như em đảm bảo thì anh em trả về. Mốt ở trên đây cũng rất là sạch nha, gốc còn rất là sạch. Rồi giá công khai nha mọi người, giá công khai cây số 11 giá 2 triệu nha anh em. Cây số 11 là một cây cứng 30 và 27. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12, cây số 13 là hai cây cùng cùng thông số nhưng mà độ mới nó rất là chênh lệch nhau. Cây số 10 12 là một cây cần Kenyaki, độ cứng là 80, 2,7 m. Đây. Nói chung thì cây này gốc nó có xuất sắc nè, nó gốc ít nha. Phen nó đây, nó phen nó là phen Fuji, dạ quang, phen cầu, phen biển. Nói chung nè, keo của cây này á, nó nứt ra một tí nè, nó do bị phơi nắng quá nhiều á. Phôi vẫn là phôi sáng ghét nha anh em, độ xước xát thì hình như là không có nhiều, nó là bị oxy hóa nè, nó 80 và 27 đây, nó bị xước xát một ít nha. Đó. Bán hàng thì hàng xước xát, báo xước xát. Đó, ở trong nó bị oxy hóa nè, nó đây, nó bị nứt nè, keo nè, nó nói chung thì rất là chắc, còn rất là chắc nha anh em. Phen bu là bu Fuji chống sắn, thôi là phôi sắn ít dạ quang. Cây này thông số rất là chuẩn, 80 và 2,7 m. Cây này về đánh tra là bao phê, bao trùm luôn, rất là cứng. Cứng với độ nảy nó cắt cực cao, carbon nó sắn từ gốc đến ngọn, cứ nó cứ đàn theo ít 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 nè. Cây số này, cây số 12 cứng 80 và H7, nặng 410 g, đọt 3 ly 6. Giá là 2 triệu 5 nha anh em. Cây số 13 vẫn là cùng thông số với cây đó nhưng mà độ mới nó mới hơn nhiều. Nặng 410 g, đọt 3 ly 6, giá 2 triệu 7. Đây, phen nó không bị oxy quá. Giá keo á vẫn còn rất là mới nha anh em. Cây này thì giống như lỗ mới nó trên 95% này, khỏi bàn. Bát là bát Fuji da bên. Bên đây, đó. Keo nó còn ok hết nha anh em. Đó. Cây này thì cứng 80 và 27 cùng thông số với cây số 12, cây số 13. Khá đẹp nha anh em. Bô là bô Fuji chống sắn dạ quang nha. Cây này về đánh tra, đánh chép, đánh lăn xê, đánh biển, đánh đa đa thể loại luôn, thông số nó quá chuẩn này, 80 và 27. Rồi, giá 1,27 nha anh em. 2,7 anh em có thể lấy cây này về sưu tầm cũng rất là ok. Rồi tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây cần đánh lộn, một cây cần cứng 300 dài 2,1 m. Cây này về đánh lộn được luôn á. Bu bu sẽ là bu chống sắn Fuji dạ quang, bu chống sắn Fuji dạ quang nha anh em. Đó, ở trong đây bị oxy quá ít thôi. Đó, đó. Bu này nó rất là ít hại dây nha anh em, chè ra luôn. Phen là phen cầu, phen biển. Đó, độ mới cây này rơi vào tầm khoảng 95% nha anh em. Đó, rất là mới. Bu đề ba đây, rất là bự nha anh em, bự hơn nó tay cái em nữa, tầm khoảng 2 ngón tay. Cây này cho anh em câu đáy săn hàng, cứng 300 dài 2,1 m. Anh em câu trên ghe tàu, anh em đánh tra dầu đếm á, lấy mấy cái này đánh bầu
bao đóng luôn. Đánh dầu đếm xăng trên bè anh em đánh hàng 10 kg trở lên, đánh cây này nắm đầu dở lên khỏi nói nhiều. Sáng ít nha. Cái này nặng là 510 g, đọt 1 ly 2, đọt 5 ly 2, giá là 2,7 triệu anh em. Đó, cây số 14, cây cuối cùng, giá 2,7 triệu, rất là cứng anh em. Nói chung là cần thì cần này dám nắm đầu đọt dở lên luôn nè. Đó. Đó, dám nắm đầu đọt dở lên luôn, anh em hiểu rồi đó. Rồi, đó là tổng cộng 14 cây cần em lên cho anh em hôm nay nha. Rồi, anh em cần cây nào có thể inbox số điện thoại em để trên góc trên đây màn hình, trên đây, hoặc có thể bình luận. Anh em có thể cần hình ảnh ngoài hoặc clip em có thể quay lại cận cảnh từng cây cho anh em xem nha. Rồi, cảm ơn anh em.